Thưa quý vị và các bạn, vụ Hồ Duy Hải định hướng điều tra sai lệch như thế nào? Vụ án Hồ Duy Hải đang được các cơ quan của Quốc hội và cấp có thẩm quyền xem xét, đánh giá lại toàn bộ vụ án, nhằm không chỉ bảo đảm xử lý đúng trình tự tố tụng hình sự, đúng người, đúng tội cho riêng vụ án, mà hy vọng sẽ là vụ án điển hình cho nhiều trường hợp về sau trong hoạt động tư pháp. Trong những bài bình luận trước đây, chúng tôi đã đề cập đến yêu cầu khởi tố, tội làm sai lệch vụ án, cùng với những bình luận của rất nhiều nhà báo và chuyên gia pháp lý. Hướng điều tra của vụ án đã được xác định sai lệch cho những hành vi của điều tra viên, kiểm sát viên mà Bộ Luật Hình sự đã mô tả rất rõ, đó là các dấu hiệu thêm, bớt, sửa đổi, đánh tráo, hủy hoặc làm hỏng các tài liệu, vật chứng của vụ án bằng các thủ đoạn khác hẳn nhằm làm sai lệch nội dung vụ án. Các sự kiện liên quan đến con dao, cái thớt, đến chiếc ghế inox bị tiêu hủy và thất lạc đều là dấu hiệu của tội hình sự rõ ràng và gây hậu quả nghiêm trọng đối với Hồ Duy Hải. Trong khi hung thủ thì vẫn trong bóng tối, các biểu hiện của sự sai lệch, của sự lệch hướng điều tra cụ thể như sau. Một là xác định sai thời gian gây án, hai là bỏ sót nghi phạm, người liên quan, ba là bỏ sót các nghi vấn xuất hiện tại hiện trường, bốn là bỏ sót sự bất nhất. Trong lời khai của các nhân chứng, đặc biệt là lời khai của chính bị cáo Hồ Duy Hải, năm là xác định sai động cơ của hung thủ. Về nghi phạm thì hiện nay lại có một thanh niên áo vàng và nhân vật được lấy lời khai ghi nhận là kỹ sư Trung. Liệu đây có phải một trong hai người khác nhau? Tại sao hồ sơ vụ án không có lời khai của hai người này? Về các nghi vấn tại hiện trường có rất nhiều, nhưng một câu hỏi rất lớn là ảnh chụp từ bưu điện cầu voi sáng hôm sau cho thấy cửa cuốn lên lầu bưu điện mở ra và rèm kéo lại. Trong khi đó lối đi lên lầu bị khóa. Một nhân chứng khai rằng đêm xảy ra vụ án, lúc 22 giờ vẫn thấy trên lầu sáng đèn, như vậy bí mật ở trên lầu vẫn chưa được làm sáng tỏ. Vụ án bưu điện cổ voi, ngoài nhân chứng Đinh Văn Còi nhìn thấy thanh niên mặc áo thun cổ vàng, tóc rợn, người trắng, mặt tròn tầm 30 tuổi, thì anh Lê Thanh Trí cũng khai nhìn thấy đối tượng tương tự. Vụ án này nếu sử dụng lời khai của anh Trí và anh Còi thì đương nhiên Hồ Duy Hải ngoại phạm. Sau đây là bút lục 141-142 ghi nhận lại lời khai của anh Lê Thanh Trí. Biên bản ghi nhận lời khai, hồi 12 giờ ngày 15 tháng 1 năm 2008, tại phòng cảnh sát, điều tra viên Trần Quang Tiến, lời khai của Lê Thanh Trí, tên gọi khác là Tý, sinh năm 1971, nghề nghiệp thợ hàn. Cơ quan điều tra hỏi, anh trình bày cho biết thời gian từ 19 giờ đến 21 giờ, ngày 13 tháng 1 năm 2008, anh có đến bưu điện cầu voi không? Anh Lê Thanh Trí đáp, tôi Trí trình bày. Trên đường từ Bến Lức về, tôi và anh Còi ghé cầu Ván ăn cháo. Sau khi tính tiền lúc đó khoảng 19:40, tôi chở anh Còi bằng xe biển số 62F5-5144 quay Trung Quốc màu xanh mực chạy về hướng Long An. Khi đến bưu điện cầu voi thì anh Còi kêu tôi ghé vô nạp cạc điện thoại. Anh Còi ngồi sau vô trước, tôi dừng xe vào sau. Khi tôi bước vào thềm, đứng phía trước quầy, tôi thấy có một nữ đứng phía trong đang bấm số để nạp cạc vào máy anh Còi. Tôi lấy tiền ra mua một cạc loại 100.000, tôi tự cào nạp tiền vào máy. Sau khi nạp xong lúc đó khoảng 19:50, tôi chở anh Còi về phòng. Sau đó tôi chạy một mạch về nhà, nhìn đồng hồ là 20:10. Cơ quan điều tra hỏi, khi anh và anh Còi ghé vào bưu điện thì ánh sáng tại đây như thế nào, gồm có mấy người trong bưu điện? Anh Lê Thanh Trí đáp, khi ghé vô bưu điện tôi thấy bên ngoài có đèn sáng và bên trong bưu điện cũng có đốt đèn. Tôi nghĩ là loại đèn 1m2, nhưng không sáng trắng. Tôi thấy tại quầy bưu điện có một nữ bán cạc điện thoại cho tôi và Còi. Sau khi lấy cạc điện thoại ra ngoài nạp xong, tôi quay trở vô quầy, tôi nhìn thấy một thanh niên ngồi gần vị trí cửa. Phía sau lưng của thanh niên đó, tôi nhìn thấy một nam và một nữ. Cơ quan điều tra hỏi, đặc điểm quần áo của từng người ăn mặc như thế nào? Anh có nhớ không, bên ngoài có xe hay đồ vật gì không? Anh Lê Thanh Trí đáp, tôi đứng từ ngoài nhìn vô, thì em gái đưa cạc cho tôi, mặc loại vải trắng, thấp người ốm. Tôi không quan sát kỹ em gái đó, còn phía bên trong, cách chỗ tôi đứng khoảng 6 mét, tôi thấy một thanh niên ngồi, tôi không để ý là ngồi trên ghế hay gì. Hơn nữa, tôi phớt qua thì thanh niên này khoảng 30-33 tuổi, mặc áo thun vàng sậm, ngắn tay. Tôi không để ý cổ áo và tôi không thấy ai nói chuyện với ai. Ngoài sân chỉ có xe tôi đậu, không có xe ai cả, còn bên trong bưu điện, tại quầy thì đèn chiếu sáng, còn thanh niên ngồi thì hơi mờ chứ không sáng sủa. Cặp hông quầy phía bên phải từ ngoài nhìn vào có một chiếc xe Novo đậu, đầu xe hướng vô bưu điện. Tôi không nhớ rõ màu xe và biển số.
Cơ quan điều tra hỏi, nếu như gặp lại thanh niên đó anh có nhìn ra hay không? Anh Lê Thanh Trí đáp, tôi không để ý kỹ nên không chắc chắn lắm. Cơ quan điều tra hỏi, thời gian anh nạp cạc tại bưu điện là bao lâu? Lúc đó có ai đến nữa không? Bên ngoài có người qua lại hay không? Anh Lê Thanh Trí đáp, khoảng 5 phút, lúc đó chỉ có tôi và anh còi. Bên trong và quanh khu vực bưu điện, lúc đó vắng người qua lại. Cơ quan điều tra hỏi, nhưng lời khai trên của anh là như thế nào? Anh còn trình bày thêm gì không? Anh Lê Thanh Trí đáp, tôi cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng. Tôi không trình bày thêm gì khác. Biên bản kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày. Người khai Lê Thanh Trí. Lê Thanh Trí ký tên. Trần Quang Tiến ký tên. Sự việc ngày càng sáng tỏ, số phận Hồ Duy Hải ngày càng được khẳng định. Thì cũng là lúc hiểu rằng mọi sai sót không vô tình, đã có sự đồng thuận từ các bên liên quan, chứ không phải viện kiểm sát hay tòa không biết, là hồ sơ thiếu trầm trọng, đủ để làm thay đổi hoàn toàn bản chất vụ án. Theo bút lục này của anh Trí thì khớp với anh còi, và khoảng thời gian này không thấy chiếc xe Dream như lời khai của anh Thường. Vậy nếu như lời khai của anh Trí và anh còi thì Hải không thể có mặt tại hiện trường lúc này. Cùng với bút lục của anh Long, chồng chị Ngân bán trái cây, thì lúc 21 giờ Vân vẫn còn sống. Tại cây xăng có camera sẽ chính xác về thời gian và hoàn toàn không khớp với thời gian gây án của Hải được nêu trong bản án. Anh Đinh Văn Còi năm 2008 là cảnh sát. Anh lại là võ sư dạy võ cho lực lượng công an. Anh có máu mê đá gà cửa, bóng banh nên hắc bạch lượng đạo đều tỏ tường. Giới đặc tình ở Long An, anh rành 6 câu. Còn mấy thanh niên mới lớn như Hải, anh không chơi. Anh là người có bản khai ngày 15 tháng 1, tức là ngay hôm sau vụ án, phải công nhận là dân có nghiệp vụ, nên anh nhớ rõ cả vị trí ngồi và cách ngồi. Do bị khuất nên tôi không biết cô gái ngồi ghế gì, nhưng ngồi cao hơn người thanh niên. Quả thật hiện trường có cái ghế xoay, khuất ngay sau ghế salon, và cái ghế này cao hơn mặt ghế salon một chút. Nhìn dạng Vân, anh mô tả chính xác. Áo vải trắng, da ngăm, độ tuổi khoảng 23 tuổi, lúc đó Vân 21 tuổi. Có một thông tin đáng quan tâm. Hồ sơ vụ án không thấy bút lục nhận dạng Hồ Duy Hải của anh Trí và anh Còi. Và thông tin này đáng quan tâm hơn. Những người chơi với anh Còi kể, sau khi Hải bị bắt, anh Còi có nói đại ý, ủa thằng Hải nó hiền lắm mà, sao kỳ vậy? Điều này có nghĩa là nếu cho anh Còi nhận dạng, thì Hải không phải là người anh Còi nhìn thấy. Chỉ tiếc là dòng đời xô đẩy, anh Còi theo hắc bỏ bạch, giờ đã bị bắt. Nếu vụ án điều tra lại, anh Còi sẽ là nhân chứng chứng minh Hồ Duy Hải ngoại phạm. Nếu bản khai của anh Còi và anh Trí được xác thực thì theo quy định bắt buộc, cơ quan điều tra phải xác định hai anh này là nhân chứng, tiến hành cho nhận dạng người thanh niên mặc áo vàng khoảng 28 đến 30 tuổi mà hai anh thấy có phải là Hồ Duy Hải hay không. Hồ Duy Hải lúc đó 23 tuổi, nếu anh Còi trước đó có quen hoặc biết mặt Hồ Duy Hải thì hầu như chắc chắn anh Còi sẽ nhận ra Hồ Duy Hải ngay khi đó. Theo tôi nghĩ, Đinh Văn Còi không bị ai khống chế trong suốt 12 năm qua cả. Để không dám khai người trong bưu cục không phải là Hồ Duy Hải, mà là khi có những dấu vết, bằng chứng tại hiện trường, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định được hung thủ, mà hung thủ là người thân của một quan chức nào đó trong ngành công an, thì mới bắt đầu rút hết hồ sơ, lời khai của anh Còi, rồi không cho anh Còi nhận diện hung thủ, rồi không cho anh Còi làm nhân chứng luôn. Vì anh Còi đâu biết trước Hải sẽ là vật thế mạng cho người khác đâu, nên anh Còi đã kêu lên khi Hồ Duy Hải bị bắt là thằng đó nó hiền lắm mà. Nhiều khi mình phải nghĩ ngược lại, khi sắp diễn ra vụ xử lại Hồ Duy Hải thì anh Đinh Văn Còi lại bị bắt. Anh Đinh Văn Còi chơi bao nhiêu lâu không bị bắt mà lại bị bắt đúng thời điểm này mới đáng nghi. Thành ra tất cả các bút lục của anh Đinh Văn Còi và anh Lê Thanh Trí đều được rút ra. Sau này hồ sơ lộ ra mới biết, có ai biết anh Còi và anh Trí khai thời gian ngoại phạm đâu. Sao điều tra viên không hỏi vụ đó, bỏ sót. Anh Đinh Văn Còi hiện giờ đang ở trong tù, và tù nào thì không ai biết. Còn cả anh Trí hiện giờ đang ở đâu, có ai biết không? Chỉ cần hỏi anh Trí này vài phát là ra ngay. Có những bí ẩn mà ít khi được công khai, như vụ án này là điển hình. Bởi thế cho nên, nhiều cái nghi ngờ, nhiều cái ngờ vực đi theo mắt xích. Lời khai sau 2 ngày xảy ra vụ án, nó sẽ rất tự nhiên và đáng tin cậy. Hoàn toàn vô tư, theo sự thật nhìn thấy. Thứ hai, họ có nghiệp vụ, nên tầm nhìn có độ chuẩn cao hơn. Lời khai của anh Đinh Văn Còi và anh Lê Thanh Trí có thể nói rất trong sáng hơn bất cứ bút lục nào hết. Lời khai sau 2 ngày có thể nói rất trong sáng hơn bất cứ lúc nào hết. Lời khai được lấy khi công an tỉnh Long An đang vào cuộc điều tra rất nghiêm túc, nên mọi bút lục đều được ghi nhận, đánh số đầy đủ. Chỉ sau khi có sự can thiệp nào đó, những thay đổi trong hồ sơ mới xảy ra. Vì vậy lời khai của anh Còi và
Vì vậy lời khai của anh Còi và anh Trí là thật, vô tư, không có gì khuất tất trong đó. Cái xã Nhị Thành chỉ bé tèo teo, nhân khẩu có mấy nghìn người. Hồ Duy Hải lúc đó đang là dân quân tự vệ, có đi theo học và quen biết những người trong công an viên, công an xã. Anh Đinh Văn Còi lại là công an cơ động, lại thích đá gà, thuộc dạng nửa chính nửa tà, hay được lực lượng cử đi làm nhiệm vụ cầu nối giữa các băng nhóm. Nên người như anh Đinh Văn Còi, thanh niên nào trong xã anh cũng biết. Anh Đinh Văn Còi cũng biết Hồ Duy Hải, cùng từ niềm đam mê chung là lô đề bóng đá cờ bạc. Thời đó năm 2008 chưa có lô mạng bóng mạng nhiều như bây giờ, đi đá bóng đánh đề, đi đánh đề đánh lô đánh bóng hay gặp nhau hỏi han con này con kia trận này trận nọ, nên anh Còi tất nhiên là phải biết mặt Hồ Duy Hải. Vụ án này xảy ra cả làng cả xã biết, những người biết rõ vị trí 10-10, các vị trí con dao cái ghế cái thớt rơi vào cả chục người, những người này truyền tai truyền miệng đến cho vài người trong gia đình, thế là cả xã biết. Mà cả xã biết thì Hải đương nhiên phải biết. Nhưng Hồ Duy Hải lại không thể ngờ mình lại bị sử dụng như là vật tế thần. Việc cần làm ngay bây giờ là phải kiến nghị cơ quan điều tra cấp bộ có chế độ bảo vệ nhân chứng đặc biệt. Không may các anh Đinh Văn Còi, anh Lê Thanh Trí bị bệnh hoặc bất đắc kỳ tử sẽ khó khăn trong việc tìm kiếm sự thật, vốn đã quá nan dài và vất vả. Chỉ mong anh Còi và anh Trí bảo toàn được mạng sống và thể hiện chất hắc đạo đúng nghĩa nếu được yêu cầu ra làm chứng, chứ không ham sống sợ chết thì rất bất lợi cho Hồ Duy Hải. Nhưng sự thật chắc chắn phải được phơi bày. Một bản kiến nghị đòi công lý cho Hồ Duy Hải vừa được công khai trên mạng xã hội tối 14 tháng 5 năm 2020. Bản kiến nghị không chỉ lên tiếng cho sinh mạng một con người mà còn lên tiếng cho cả nền tư pháp Việt Nam hiện nay. Kiến nghị được gửi đến ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội cùng các đại biểu Quốc hội. Ngoài ra, kiến nghị được gửi đến đại diện nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế cũng như các vị đại sứ nước ngoài tại Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng, một trong những người tham gia soạn thảo kiến nghị cho biết, bản kiến nghị được gửi tới tay các vị lãnh đạo cùng lúc bằng email và bản cứng qua đường bưu điện. Ngoài ra, bản kiến nghị được công bố trên không gian mạng kèm đường link ký tên để đánh động dư luận, để mọi người bày tỏ thái độ của mình. Đây chính là sức mạnh của xã hội dân sự. Ông nói thêm. Tại sao lại như vậy? Tại vì Việt Nam bây giờ mở cửa. Mà cái việc mà đã mở cửa làm ăn với các nước khác, đặc biệt là các cái nước ở Âu Mỹ, thì cái việc tuân thủ cái pháp luật không những là pháp luật trong nước mà còn là những nguyên tắc luật pháp phổ quát là hết sức quan trọng. Thành thử chúng tôi nhìn cái vụ án Hồ Duy Hải là nhìn trong một cái chiều hướng như vậy. Và do đó đối tượng để cho chúng tôi gửi cái kiến nghị đến ấy, là rộng hơn rất nhiều. Trước đã có một cái kiến nghị trong nước. Tôi cũng là cái người ký vào kiến nghị ấy. Và cái kiến nghị ấy thực chất là chỉ phản đối cái bản án mà người ta thấy rằng là không tuân thủ pháp luật. Nhưng mà cái kiến nghị ấy nó không đề ra được một cách giải quyết. Thì cái kiến nghị ấy nó chỉ gửi đến nhà nước Việt Nam thôi. Những người soạn thảo và ký tên trên kiến nghị kêu gọi sự chú ý đặc biệt và hành động khẩn cấp về một án tử hình đang diễn ra tại Việt Nam, vụ án Hồ Duy Hải. Bởi quá trình điều tra và xét xử vụ án đã đặt ra nhiều nghi vấn và gây quan ngại sâu sắc trong cộng đồng người Việt trong và ngoài nước. Sau khi trình bày các mốc chính vụ án Hồ Duy Hải từ năm 2008 cho đến nay, kiến nghị nêu ra 4 đề nghị, trong đó 2 đề nghị đầu tiên gồm: Thứ nhất, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyết định tạm dừng thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Thứ hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành lập Ủy ban giám sát vụ án để đánh giá lại tính khách quan và chính xác của phiên giám đốc thẩm. Nếu phát hiện sai sót nghiêm trọng, Quốc hội tiến hành bãi nhiệm chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và các thành viên hội đồng thẩm phán, bầu chánh án và phê chuẩn các thẩm phán mới. Tiến sĩ Hoàng Dũng giải thích. Nếu mà theo khuôn khổ của luật pháp Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chẳng hạn có quyền yêu cầu tòa án nhân dân tối cao xử lại, thì cùng triệu tập mấy ông đó mà xử, thì khó lòng
mà thấy mà tưởng tượng rằng mấy ông mới xử hôm nay mà hôm sau cả ông lại xử khác được. Và như vậy bầu một chánh án mới, phê chuẩn các thẩm phán mới, cái phiên tòa mới đó mới thoát ra khỏi cái ám ảnh của vụ cũ, họ mới có đủ điều kiện khách quan để họ cân nhắc cái chứng cứ và họ xử lại. Để làm được cái chuyện đó thì đầu tiên chúng tôi phải kiến nghị chủ tịch nước, trong đây cái này là nó cũng theo luật pháp cả, là quyết định tạm dừng thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải, và điều đó là nằm trong cái quyền hạn của chủ tịch nước. Sau đó thì xử lại. Xin lưu ý, chúng tôi không hề nói rằng Hồ Duy Hải là có tội hay là vô tội, mà là ông vi phạm rõ ràng các cái nguyên tắc, ta gọi là nguyên tắc là tố tụng hình sự, tức là một cái gọi là pháp luật hình thức. Năm 2014, chỉ một ngày trước khi bản án tử hình được thi hành, Chủ tịch nước khi đó là ông Trương Tấn Sang đã ra lệnh tạm dừng tử hình Hồ Duy Hải. Dư luận cho rằng đó là do áp lực từ cả công chúng ở Việt Nam và các tổ chức quốc tế. Tối 14 tháng 5 năm 2020, chị Nguyễn Hoàng Ánh, một người trong nhóm lên tiếng cho Hồ Duy Hải lúc đó, cũng là một trong những người nêu ý kiến thành lập kiến nghị lần này, nói với RFA từ Hà Nội. Lúc ấy bọn mình có làm một cái petition online, chúng mình còn cũng đều có một số contact với lại những cái cơ quan mà về bảo vệ nhân quyền ấy, để mà yêu cầu là giúp đỡ. Tức là lúc ấy chúng tôi cũng yêu cầu là thứ nhất là ngưng án tử hình, và cái thứ hai là chúng tôi cũng yêu cầu là phải xử lại, chứ chúng tôi không chấp nhận cái phiên tòa đấy. Vâng, chứ lúc đấy thì cũng không hẳn chỉ có nhóm bọn tôi ạ. Trong nước cũng có khá nhiều nhóm làm, thế nhưng có lẽ là chúng tôi, cái nhóm chúng tôi thì chỉ là có cái khác một chút, là nó có cái yếu tố nước ngoài, tức là có các người Việt kiều ở nước ngoài này. Với cái thứ hai là chúng tôi cũng có gửi đến các tổ chức ân xá quốc tế, rồi đại diện EU ở Việt Nam các thứ vân vân, thì chúng tôi cũng nghĩ là chắc chắn cái lúc ấy là có cái tiếng tác động của dư luận, không có thì không thể được như vậy. Ngay sau phiên phúc thẩm, dư luận trong và ngoài nước lên tiếng không chỉ vì sinh mạng Hồ Duy Hải mà còn vì nền tư pháp Việt Nam. Hôm 14 tháng 5, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng ban dân nguyện và đại biểu Lê Thanh Vân đã gửi báo cáo kiến nghị Quốc hội giám sát tối cao vụ án Hồ Duy Hải. Theo ông Nhưỡng, việc làm của ông là nhằm giữ nghiêm kỷ cương phép nước, giữ gìn uy tín của đảng, nhà nước và hoạt động xét xử, bảo đảm công lý, quyền con người, quyền công dân và quán triệt quan điểm thái độ của Tòa án Nhân dân, các cơ quan hoạt động tư pháp đối với việc thực hiện quyền tư pháp trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng nêu nhận định của mình. Trong những cái vị mà đại biểu quốc hội mà lên tiếng đó, thì ông Lưu Bình Nhưỡng chẳng hạn là luật sư, là một cái ông Trương Trọng Nghĩa chẳng hạn cũng là luật sư mà đều có tám tiếng cả, họ lên tiếng phản đối, tức là họ đứng không chỉ là nhiệm vụ đại biểu quốc hội mà họ đứng ở cái góc độ là luật sư, họ có hiểu biết chuyên môn cái nền pháp luật, tôi gọi là văn minh, là tha tha lầm hơn là giết oan. Nếu cái vụ sự này mà họ bất chấp cái luật bộ tố tụng hình sự, bất chấp pháp luật, họ có thể kết án tử hình như thế, có nghĩa là mọi người dân Việt Nam đều là một cái án tử tù dự bị cả. Nhận thức vấn đề như vậy mà chúng ta cần phải lên tiếng, sinh mạng của một người cần phải lên tiếng đã đành, mà là cả cái nền tư pháp Việt Nam nó tác động đến toàn dân thì cái đó càng cần lên tiếng. Ông nói thêm rằng, với hệ thống tư pháp hiện nay, muốn xét xử lại vụ án Hồ Duy Hải một cách công minh thì phải bãi nhiệm các vị trong hội đồng thẩm phán để thay các vị khác. Đó là suy luận logic. Nhưng trong tình hình chính trị Việt Nam hiện nay thì đó là chuyện kinh thiên động địa chứ không dễ. Cũng với quan điểm phải thay đổi nền tư pháp Việt Nam hiện nay với những phiên tòa bị coi như trò hề, như vở kịch tồi, chị Nguyễn Hoàng Ánh nhận xét. Chúng tôi cũng nghĩ rằng là coi như là nền tư pháp của Việt Nam nó là một cái nền tư pháp mà đang cần rất là nhiều sự cải tiến ấy. Thế cho nên là nếu như mà người ta chỉ cần lắng nghe thì chắc là người ta cũng sẽ phải có những cái động thái nhất định nào đó.
Tức là chúng tôi chỉ là muốn góp ý để cho cái hệ thống tư pháp đấy nó phải kiểu sửa sai ấy, tại bởi vì những cái bản án khác thì nó còn cơ hội sửa sai, nhưng mà bản án tử hình thì là không có cơ hội sửa sai nữa. Tòa án xử như vậy thì mình cảm thấy là nó quá bất công ấy, bởi vì nó cũng không hẳn là chỉ vì số phận của Hải mà nó là vì cái nền pháp lý nói chung của Việt Nam ấy. Bọn mình cũng chỉ là muốn cái một cái phiên tòa công bằng cho cái trường hợp này cũng như những trường hợp sau này tương tự thôi. Chị cho biết nhóm của chị khá kỳ vọng với kết quả của bản kiến nghị lần này, ít nhất là với đề nghị tạm dừng thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải như năm 2014. Theo chị, chính quyền Việt Nam hiện nay cũng khá là nghe dân. Những vấn đề không liên quan đến chính trị thì ý kiến của người dân được lắng nghe hơn so với trước.